Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, nhằm khuyến khích các bạn học sinh trên địa bàn tỉnh tích cực học tập tin học, nghiên cứu, làm chủ công nghệ thông tin, góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong nhà trường, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng tài năng tin học trẻ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng quê hương Hậu Giang giàu đẹp, văn minh. Được sự thống nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức lễ khai mạc hội thi tin học trẻ tỉnh Hậu Giang lần thứ 21 năm 2024. Đến dự lễ khai mạc hội thi hôm nay, ban tổ chức vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của quý lãnh đạo, quý đại biểu. Về phía lãnh đạo tỉnh, trân trọng giới thiệu đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban tổ chức, ban coi và chấm thi, các đồng chí đại diện phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và các ban chuyên môn Tỉnh đoàn Hậu Giang. Quý thầy cô, đại diện phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các đồng chí đại diện ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, đại diện ban giám hiệu các trường trung học phổ thông có thí sinh dự thi, các đồng chí phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình đến dự và đưa tin, cổ vũ cho phong trào tin học trẻ của tỉnh nhà. Đặc biệt là 137 thí sinh là các bạn học sinh tiêu biểu về tham dự hội thi hôm nay. Một lần nữa, xin nhiệt liệt chào mừng quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể các bạn học sinh về tham dự hội thi ngày hôm nay. Kính thưa quý đại biểu, tiếp theo phần nội dung, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc hội thi. Xin trân trọng kính mời. Nâng cao chất lượng của nhân dân thì ba lần tổ chức buổi sự kiện vào cái năm 2024, chúng ta vừa kết thúc hôm thứ sáu vừa rồi và cách đây 3 ngày thôi, chúng ta sẽ ba lần tổ chức cái đội số và về vấn đề lan tỏa trong toàn thể nhân dân, đặc biệt là các em học sinh sinh viên và như là lan tỏa thành đối số trong kinh tế nhà nước, kinh tế, chính quyền, xã hội trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và từ những cái bước đó thì là trong những năm qua chỉ số đó các như cái chỉ số tham gia trong tỉnh Hậu Giang chúng ta từ cái tỉnh có được hàng túi về cái chỉ số năng lượng cạnh tranh phát triển PCI túi là chỉ số 63 thì năm 2023 và nó đi lên chính lần đầu tiên trong 2 năm và vào cái top 10 chỉ số 63 về cái chỉ số năng lượng cạnh tranh của tỉnh đó kia mà còn thể như thế mà cả cái tuần lễ những số doanh nghiệp năm 2024 diễn ra từ ngày 23 đến 24 năm vừa qua thì cũng rất nhiều hoạt động đặc biệt là thông qua 6 cái chuyên đề của từng lĩnh vực kinh tế xanh, nông nghiệp, chính quyền số, rất nhiều lĩnh vực từ đó là để hoàn thành số trên địa bàn mà cái chỉ số đối với khách hàng đây là một cái động lực mới phục vụ cho việc phát triển của nền kinh tế đất nước. Ngoài cái động lực của tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực con người, bây giờ cái đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thì là cái động lực hết sức quan trọng để phát triển và nhanh của đất nước. Còn tại đại biểu cùng các thí sinh, một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển số đó là chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực cao, trong đó vai trò quan trọng thế hệ những người phụ tương lai của đất nước, đó là các em học sinh các cấp trên địa bàn. Qua hơn 20 lần tổ chức hội thi với học trẻ ở môi trường giáo dục và là sân chơi trí tuệ các em học sinh từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, nhiều em đã đến hội thi với niềm đam mê của môn học, xây dựng nghiên cứu về ứng dụng các sản phẩm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác dạy và học của sản xuất nông nghiệp, giải quyết các vấn đề mang tính xã hội như an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, về sản xuất công nghiệp bền vững và như là chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hội thi Tinh học trẻ Hậu Giang lần thứ 21 năm 2024 được tổ chức tiếp tục một sân chơi lành mạnh, hữu ích ở môi trường điều kiện thuận lợi để các em học sinh có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong học tập, đồng thời phát huy trí tuệ, khả năng sáng tạo thanh thiếu niên trong ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần định hướng của thanh thiếu niên về sử dụng, khai thác và ứng dụng khoa học có hiệu quả trong thời đại công nghệ 4.0, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn của mình. Thông qua hội thi đánh giá thành quả phong trào học tập, ứng dụng thực học trong thanh thiếu niên và phát hiện bồi dưỡng tài năng, khuyến khích của thanh thiếu niên trong tỉnh tích cực học tập, ứng dụng thực học và học tập ngoài đời sống xã hội, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ, khơi dậy phát huy các công hiến về phía đất nhà, xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Hội thi năm nay càng ý nghĩa hơn khi đây là học thực chất của trẻ ở nhà lập thành tích. Chào mừng đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giai đoạn thứ 5 nhiệm kỳ 2024-2029 sắp diễn ra năm 2024 này. Kính thưa quý đại biểu cùng toàn thể các cháu học sinh tham gia hội thi Tinh học trẻ Hậu Giang năm 2024 có 137 thí sinh với 44 sản phẩm sáng tạo đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố và 14 trường trung học tôi nghĩ rằng các em học sinh sẽ rút ra được rất nhiều bài học bổ ích của các thế hệ trước, làm nền tảng vững chắc hơn nữa để không ngừng phấn đấu học hỏi những kiến thức bổ ích, từng bước tiếp cận và tiếp tục nâng cao những khoa học công nghệ. Trong hội thi, ban tổ chức sẽ tuyển chọn những thí sinh xuất sắc để bồi dưỡng và thành lập đội tuyển đại diện của Hậu Giang tham gia hội thi các toàn quốc lần thứ 30 sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Để hội thi diễn ra một cách quy định thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi đề nghị các đơn vị với các chức năng triển khai sẽ sau. Thứ nhất là ban tổ chức hội thi chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để hội thi của học trẻ tỉnh Hậu Giang lần thứ 21 năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp. Trong đó các tác giả của sản phẩm thí sinh đoạt giải đã kiên hoàn thiện hồ sơ với ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh để đăng ký về ban tổ chức cuộc thi cấp trung ương theo quy định. Thứ hai, đề nghị hội đồng hội thi và chấm thi làm việc với tinh thần khách quan, trung thực, đánh giá đúng năng lực, ưu điểm, hạn chế của các thí sinh tham dự. Thứ ba là các thí sinh tham gia dự thi thực hiện đúng theo thể lệ của hội thi với tinh thần giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thí sinh phấn đấu, nỗ lực hết mình để thực hiện tốt phần thi của mình với phương châm học thực chất, thi nghiêm túc để phong trào của trẻ sáng tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển. Đề nghị các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh có liên quan và các địa phương cần chủ động phối hợp đầu tư bồi dưỡng ôn luyện cho các thí sinh được chú đáo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn trẻ phát huy đam mê, nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy sáng tạo, tăng cường công nghệ thông tin trong học tập như là trong cuộc sống hàng ngày. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thi tinh thần trẻ tỉnh Hậu Giang lần thứ 21 năm 2024. Chúc quý đại biểu, quý thầy cô cùng các cháu thí sinh mạnh khỏe, chúc hội thi ta thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Cảnh Tuyên. Kính thưa quý đại biểu, tiếp theo xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Tín, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng cơ sở vật chất, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông qua quyết định thành lập ban coi chấm thi hội thi tinh học trẻ tỉnh Hậu Giang lần thứ 21 năm 2024. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo số 339/QĐ-SGDT Hậu Giang ngày 20 tháng 5 năm 2024 quyết định về việc thành lập ban coi chấm hội thi sinh học trẻ tỉnh Hậu Giang năm 2024. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang căn cứ quyết định số 28 ngày 1 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang. Quyết định số 22 ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa đổi bổ sung khoảng 10 điều 2 và điều 4 của Quyết định số 28. Căn cứ kế hoạch số 1974 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phát động phong trào thi đua trong hội thi sinh học trẻ tỉnh Hậu Giang. Căn cứ công văn số 719 ngày 22 tháng 2 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tổ chức hội thi tin học trẻ các cấp tỉnh Hậu Giang năm 2024. Theo đề nghị của trưởng phòng quản lý chất lượng cơ sở vật chất, quyết định điều 1 nay thành lập ban tôi chấm hội thi tin học trẻ tỉnh Hậu Giang năm 2024 đặt tại trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Thành phần gồm các bà có tên sau: trưởng ban ông Nguyễn Thanh Giang, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; phó trưởng ban ông Trần Văn Tín, phó trưởng phòng quản lý chất lượng cơ sở vật chất Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Duy Ngọc, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vị Thanh; thư ký ông Phùng Thanh Hào, chuyên viên phòng quản lý chất lượng cơ sở vật chất Sở Giáo dục và Đào tạo; thanh tra ông Nguyễn Quốc Cường, phó chánh thanh tra sở Giáo dục và Đào tạo. Các ủy viên mời ông Nguyễn Đình Cương, giám đốc trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang, Sở Thông tin và Truyền thông; mời ông Nguyễn Hải Hòa, chuyên viên phòng quản lý khoa học công nghệ và chuyên ngành; mời ông Quỳnh Quốc An, chuyên viên văn phòng Sở Tài chính; mời ông Trần Trung Dũng, phó giám đốc trung tâm tin học ngoại ngữ và liên kết đào tạo trường cao đẳng cộng đồng Hậu Giang; mời ông Lê Ngọc Phủ, phó trưởng phòng quản trị thiết bị huyện trường cao đẳng cộng đồng Hậu Giang; ông Lâm Phương Châu, chuyên viên phòng quản lý chất lượng cơ sở vật chất Sở Giáo dục và Đào tạo; mời ông Nguyễn Thanh Tú, trưởng ban tuyên giáo trường học tỉnh Đoàn; mời ông Trần Khắc Phong, phó trưởng ban phong trào tỉnh Đoàn; mời ông Huỳnh Văn Thêm, chuyên viên ban tuyên giáo trường học tỉnh Đoàn; bà Phạm Thị Trấn Ánh, đội trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông Vị Thanh; ông Đoàn Trí Linh, giáo viên trường Trung học phổ thông Vị Thanh; ông Đoàn Xuyên, giáo viên trường Trung học phổ thông Vị Thanh; bà Lê Thị Việt Vượng, giáo viên trường Trung học phổ thông Vị Thanh; ông Cao Vũ Quyên, bảo vệ trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Điều 2, ban coi chấm hội thi tin học trẻ tỉnh Hậu Giang năm 2024 có nhiệm vụ coi chấm thi theo quy chế của ban tổ chức. Ban coi chấm bắt đầu làm việc lúc 7:31 ngày 21 tháng 5 năm 2024 và tự giải thể cho khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3, chánh văn phòng, chánh thanh tra, trưởng các phòng kế hoạch tài chính, quản lý chất lượng cơ sở vật chất, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vị Thanh và các bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Giám đốc đã ký Nguyễn Hoàng ký ảnh. Trên đây là quyết định thành lập ban coi thi chấm thi hội thi tin học trẻ Hậu Giang năm 2024. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Trần Văn Tín. Kính thưa quý đại biểu, tiếp tục nội dung của chương trình khai mạc hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lâm Phương Châu, chuyên viên phòng quản lý chất lượng cơ sở vật chất Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông qua thể lệ hội thi và một số lưu ý đối với các thí sinh. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý lãnh đạo, quý thầy cô, cùng các em học sinh, được sự phân công của ban tổ chức hội thi, tôi xin thông qua thể lệ hội thi tin học trẻ tỉnh Hậu Giang lần thứ 21 năm 2024. Để tiết kiệm thời gian, tôi xin tóm tắt lại thì là: một là đối tượng dự thi bao gồm học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đăng ký dự thi theo các bảng sau: bảng A, thi kỹ năng lập trình theo hướng tạo ra sản phẩm cấp tiểu học; bảng B, thi kỹ năng lập trình cấp trung học cơ sở; bảng C, thi kỹ năng lập trình cấp trung học phổ thông; bảng T2, thi sản phẩm sáng tạo cấp trung học cơ sở; bảng D3, thi sản phẩm sáng tạo cấp trung học phổ thông. Về nội dung thi: bảng A, thời gian thi 90 phút, thi kỹ năng lập trình hướng tạo ra sản phẩm, sử dụng ngôn ngữ lập trình rap, lập trình giải các bài toán thuộc chương trình tiểu học. Bảng B, thời gian thi 150 phút, sử dụng ngôn ngữ lập trình freepasscan, Potlog để lập trình các thực toán thuộc chương trình trung học cơ sở. Bảng C, thời gian thi 180 phút, sử dụng ngôn ngữ lập trình freepasscan, Potlog để lập trình các thực toán thuộc chương trình trung học phổ thông. Bảng D2, thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh trung học cơ sở, và bảng D3, thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh trung học phổ thông. Hình thức thi là thi theo đội, mỗi đội tối đa 2 thí sinh, có thể có giáo viên hướng dẫn. Sản phẩm sáng tạo bao gồm phần mềm, phần cứng hoặc sản phẩm tích hợp. Về nội dung của sản phẩm thì sản phẩm sáng tạo của thí sinh là các sản phẩm tích hợp ứng sử dụng trong các lĩnh vực tự động hóa, giáo dục, giao thông, môi trường, nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Phải nêu rõ tỷ trọng của phần mềm trong tổng thể sản phẩm tích hợp có mã nguồn. Nếu sản phẩm sáng tạo đã tham gia các cuộc thi, hội thi cấp quốc gia nhưng chưa đạt giải hoặc tham khảo mã nguồn mở từ các bài thuyết trình, mô tả sản phẩm phải hiểu rõ những nội dung đã được nâng cấp mở rộng so với phiên bản trước hay những phần tham khảo, địa chỉ tham khảo, ý tưởng tham khảo, bộ mã nguồn. Về tiêu chí chung để đánh giá sản phẩm thì ở đây chúng ta có 5 tiêu chí. Thứ nhất là tính sáng tạo về ý tưởng, giải pháp của sản phẩm. Thứ hai, hiệu quả ứng dụng của sản phẩm trong thực tế. Thứ ba, khả năng thương mại hóa sản phẩm. Thứ tư là tỷ trọng sản phẩm mềm trong tổng thể sản phẩm tích hợp. Thứ năm là hồ sơ thuyết minh phong cách thuyết trình của sản phẩm. Và trên đây là tôi vừa thông qua phần tóm tắt của thể lệ cuộc thi tin học trẻ năm 2024. Và ở đây cũng lưu ý với các thí sinh và các thầy cô dạy ở các cấp như thế này. Trong năm học 24 thì chúng ta chỉ thi lập trình freepasscan và code lab tức là C++. Và trong năm 2025 thì chúng ta sẽ mở rộng thêm một phần mềm nữa, đó là Python. Chúng ta có thì tôi vậy. Và đối với cấp tiểu học thì năm học 25 thì chúng ta 2025 đó thì chúng ta mở rộng ra thêm một phần thi nữa, đó là bản D1 là phần mềm sáng tạo dành cho các em thí sinh tiểu học đó. Thì phần này các em sẽ sử dụng phần mềm lab để chúng ta thiết kế sản phẩm. Cuối lời thì cũng xin chúc các em thí sinh thực hiện tốt bài thi. Xin cảm ơn đồng chí Lâm Phương Châu. Kính thưa quý đại biểu, tiếp theo chương trình xin mời bạn Nguyễn Lê Phương Trân là học sinh lớp 11A6 trường Trung học phổ thông Vị Thanh, thành phố Vị Thanh sẽ đại diện cho tất cả các thí sinh về tham dự hội thi phát biểu cảm nghĩ của mình. Xin mời bạn. Xin chân thành cảm ơn quý đại biểu đã sắp xếp thời gian đến dự lễ khai mạc và cổ vũ cho hội thi thành công tốt đẹp. Xin được thay mặt ban tổ chức kính chúc quý đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc các thí sinh tham dự hội thi thật thành công và gặt hái được những kết quả cao nhất. Xin cảm ơn và